Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với Di Động Việt. Như đã biết thì mới đây Riot Games đã ra mắt chính thức tựa game đấu trường chân lý bản mobile. Tuy ở thời điểm hiện tại tựa game này đã được công bố là sẽ được phát hành bởi một nhà phân phối trong nước nhưng hiện tại chưa được khả dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên thì bằng nhiều cách khác nhau thì anh em game thủ Việt vẫn có thể cài đặt trò chơi này. Về đấu trường chân lý phiên bản mobile Teamfight Tactics, tựa game này được đánh giá là có lối chơi tương tự như phiên bản chính thức trên PC, dù chỉ sở hữu một nền đồ họa có thể nói là tương đối nhẹ so với các game MOBA khác, nhưng một điều khá vô lý là đấu trường chân lý lại đòi hỏi cấu hình tương đối cao. Tựa game này đang bị phàn nàn vì không chơi được trên các điện thoại cấu hình thấp, smartphone Android có 2GB hiện không thể chạy mượn ứng dụng này. Cụ thể thì cấu hình đề xuất được hãng game công bố cho hệ điều hành iOS là iPhone 6s trở lên. Model này sử dụng chip Apple A9, xung nhiệp 1.84GHz, GPU Power Vera GT 7600 và RAM 2GB. Cấu hình tiêu chuẩn này đã được cộng đồng game thủ xác nhận là chạy được đấu trường chân lý mobile. Dù vậy thì iPhone 6s trong quá trình chơi rất nhanh nóng máy. Với người dùng Android thì tựa game này đòi hỏi thiết bị phải có RAM 1.5GB trở lên, chipset 64bit, đồng thời phiên bản hệ điều hành tối thiểu phải là Android 7. Tuy vậy thì một số model đáp ứng đủ điều kiện như là Samsung Galaxy A10 hay là Z7 Prime, Xiaomi Redmi Note 5, v.v. vẫn được thông báo là thiết bị không tương thích khi cài tựa game này. Bên cạnh đó thì khác với iOS, việc tối ưu RAM trên các thiết bị Android không thật sự tốt. Vì vậy với cấu hình RAM 2GB, nhiều smartphone còn phải gánh thêm các ứng dụng chạy nền nữa. Điều này cũng dẫn tới việc là dung lượng RAM thật không đủ đáp ứng yêu cầu tối thiểu là 1.5GB của đấu trường chân lý mobile. Do đó thì để chơi được Teamfight Tactics phiên bản mobile thì người dùng nên lựa chọn thiết bị có cấu hình RAM 3GB trở lên hoặc là xóa bớt các ứng dụng chạy ngầm để đảm bảo dung lượng bộ nhớ đệm chống trên 1.5GB. Bên cạnh đó thì người dùng cũng nên kiểm tra phiên bản hệ điều hành của máy để đáp ứng yêu cầu tối thiểu của cấu hình đó là Android 7. Và cuối cùng, để chơi được tựa game này một cách ổn định nhất thì việc lựa chọn một chiếc điện thoại có thời lượng pin cao là điều rất cần thiết. Thông thường thì mỗi hiệp đấu sẽ kéo dài ít nhất là trên 15 phút. Vì vậy người dùng cũng cần cân nhắc lựa chọn những thiết bị có thời lượng pin trên 3000 mAh để tránh tình trạng vừa chơi vừa sạc trong lúc máy đang nóng, rất nguy hiểm. Và đó là những thông tin hiện tại mình đã có được về tựa game đấu trường chân lý dành cho mobile. Các bạn có phải là fan của tựa game này hay không? Hãy cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.